Phía bên này là một xe tải bị lật nghiêng. Chắc chắn là xe tải không thể đứng một cách bình thường vì bánh xe đã bị rơi ra và nằm giữa đường. Vụ việc xe tải bất ngờ rơi bánh xảy ra khoảng 10 giờ trưa ngày 30 tháng 9 năm 2020 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người một phen hoảng loạn. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe tải loại 1,3 tấn chạy trên quốc lộ 1A hướng từ An Lạc về An Sương. Khi xe qua cầu vượt Hương Lộ 2 khoảng 200m thì bất ngờ hai bánh sau bên phải xe văng ra ngoài. Sự cố khiến hàng hóa trên xe dồn về một bên, thùng xe gãy rời khỏi thân xe rồi lật nghiêng xuống đường đè lên giải phân cách. Sự cố tai nạn làm những người chạy xe máy lưu thông liền kề xe tải một phen hoảng sợ. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm giao thông qua khu vực bị ùn xe kéo dài hơn 2 giờ liền. Nhiều tài xế đi đường sau đó đến hỗ trợ tài xế xe tải gặp nạn, khắc phục sự cố, di dời hàng hóa, cẩu xe đi nơi khác.